Chào mọi người, một ngày mới nữa nha. Hôm trước mình hướng dẫn mọi người làm cái bột sữa để mình uống trân châu á các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là nấu trân châu, luộc như thế nào. Trân châu nó rất là dẻo giòn và nó ngon. Đây là hiệu của trân châu Gia Quy. Thì cái bột trân châu này là mình thấy ở trong đây thành phần nó là bột sắn, bột khoai tây, bột nếp. Thì bột sắn là nó làm cho trân châu trong. Bột khoai tây với lại bột nếp thì sẽ làm cho khoai tây cho trân châu mình nó dẻo giòn. Ba loại bột đó, nó sẽ kết hợp lại thành hạt trân châu. Và đây là hương vị cà phê nha các bạn. Nghe mùi cà phê lắm. Hạt trân châu này mình luộc rồi xong đó, tại vì cái này mình bán cho nên mình luộc nhiều. Nhưng mà nếu mọi người ăn đó, thì chỉ cần luộc thôi. Mình uống, mình làm nhà thì mình chỉ luộc ít thôi. Luộc một phần thôi, còn một phần mình sẽ gói lại cho kín rồi mình để vô tủ lạnh. Đây là cái nồi nước. Cái nồi nước mình bắt lên rồi mình sẽ để cho nó sôi nha. Nó sôi nước lên đi, mình hãy để trân châu vô. Tại vì khi nước nó sôi, mình vừa để trân châu vô mà mình vừa khuấy gì nè. Thì cái hạt trân châu nó sẽ không bị dính vào nhau, nó không quện vào nhau. Tại vì nó rất là dẻo. Vì vậy mà mình vừa để trân châu vô mà mình vừa khuấy nước cho nó đều. Để trân châu nó không có bị quấn cục. Nếu mình không có khuấy thì mình để y như vậy mình đổ vô thì nó sẽ quấn cục lại đó nha các bạn. Rồi cái nồi nước của mình đã sôi rồi đó mọi người. Đầu mình từ từ để trân châu nha. Thì một tay mình để trân châu rồi một tay mình sẽ khuấy nước. Để cho hạt trân châu nó đừng có bị dính nhau. Vậy đó, mình khuấy cho nước nó khuấy động hoài, nó quay tròn thì hạt trân châu nó sẽ không bị đóng cục, đóng nùi lại. Rồi với cái phần nước như vậy, ngày hôm nay mình sẽ luộc khoảng phần nửa thôi các bạn. Tại vì mình luộc nhiều quá thì nó đặc. Như vậy thì một bịch này mình luộc, mình chia làm đôi đó mọi người. Thì khi mình khuấy cho nó đều như vậy thì cái hạt trân châu á, nó đã chín cái phần da ở bên ngoài rồi. Thì bắt đầu mình đậy nắp lại. Mình đậy nắp lại, mình đợi cho nước nó sôi trở lại thì hột trân châu nó phịch lên. Thì là mình tắt bếp. Đó, mọi người thấy như vậy thì mình sẽ đậy nắp lại. Mình đợi nước sôi trở lại cái là mình sẽ tắt bếp liền lập tức. Còn cái phần trân châu này còn lại thì mọi người có thể gói cho kín lại rồi mình để vô tủ lạnh nha các bạn. Khi nào mình sử dụng nữa thì mình sẽ lấy ra. Mình để vô tủ lạnh nó an toàn hơn. Nếu mình uống thật là lâu thì mình để tủ đông. Còn nếu mình uống gần nhất thì mình để ngăn mát. Rồi. Mình sẽ đợi. Rồi mọi người thấy trân châu nó sôi lên, nước mình nó sôi trở lại thì trân châu nó đã phịch lên rồi các bạn. Nó đã phịch lên rồi đó mọi người. Bây giờ sẵn ngày hôm nay bếp để mình sẽ vớt ra nha. Mình vớt bằng cách mình đổ ra cũng được. Mà mình cũng có thể mình lấy cái bây giờ như thế này là mình vớt ra. Nó sôi như vậy là mình thấy nó đã chín rồi đó các bạn. Thì cái trân châu này là khi mình luộc như vậy rồi thì mình sẽ rửa cho nó nguội nha. Mình rửa nguội xong mình để lâu được. Mình để vô tủ lạnh. Xong thì mỗi ngày mình muốn uống khoảng chừng 5 ly 3 ly mình lấy ra đủ 5 ly 3 ly mình luộc nước đường lại nha các bạn. Thì một lát nữa mình sẽ luộc nước đường cho mọi người xem. Mình luộc nước đường trân châu thì nhìn cái hạt trân châu nó vừa trong, nó vừa bóng mịn mà nó rất là ngon. Tại vì khi lúc đó là trân châu nó thấm đường nó ngon lắm đó mọi người. Rồi mình sẽ xả nước cho trân châu mình nó nguội nha.
mình xả nước như vậy hạt trân châu nó nguội rồi xong nó son lại, nó không có bị đóng cục. Cái hạt trân châu mình rất là xốp. Mình có thể xả thêm nước lạnh như này mọi người. Mình xả xong rồi thì mình quay qua là mình để cho rổ nó ráo nước rồi mình có thể mình để vô tủ lạnh để dùng được rồi đó. Nó đã nguội vậy đó. Thì như vậy là mình chỉ vô cái hộp hay cái ngăn gì đó cái mình để vô tủ lạnh. Mỗi ngày á mình sẽ lấy một ít để mình luộc nước đường cho mọi người xem nha. Này là sẵn đây là mình sẽ luộc nước đường luôn đó. Đây, cái lượng trân châu như thế này thì mình sẽ để bao nhiêu trân châu với nước. Rồi mình sẽ cho đường vào nha mọi người. Cái giá như thế này nè thì mình cho khoảng một giá không đầy. Rồi, như vậy đó. Rồi mình luộc, mình để lên trên bếp, mình cho nước với trân châu. Chỉ cần nó sôi lên là cần mình cho trân châu nó sôi lên là mình sẽ cho ra tô đó. Là mình sẽ uống trà sữa được rồi đó nghe các bạn. Nhìn cái hạt trân châu rất là dễ thương, bóng. Khi mình luộc nước đường như vậy nè là nó thấm nước đường vô, nó làm cho hạt trân châu của mình nó vừa ngọt, nó vừa giòn, vừa dẻo. Cảm vị rất là hương vị rất là ngon. Khi mình luộc nước đường hạt trân châu của mình đó mọi người. Rồi mình để nó sôi khoảng 5 phút mình tắt rồi đó nha các bạn. Như vậy là mình đã có một cái mẻ trân châu để mà uống một ly sữa trân châu rất là tuyệt vời. Đơn giản lắm mọi người. Mình xiên lên thì mình làm nhà mình uống cho nó ngon. Ở đây mình bán nhưng mà mình làm rất là chất lượng. Tại vì cái chất lượng là hàng đầu. Mình không có làm giống như người ta bán ở ngoài đường xa, những cái tiệm khác. Mình chỉ bán đơn giản nhỏ cho học trò trong làng trong quê mình thôi. Vì vậy mà mình làm theo cái cách mình muốn ăn uống ở gia đình là mình hướng dẫn tận tình cho mọi người luôn. Như vậy thì cái ly sữa trân châu của mình là khi mà mình làm thì mình múc tùy theo sở thích, muốn ăn nhiều ăn ít nha các bạn. Hạt trân châu của mình nó vừa trong nè. Nó trong mà nó dẻo mà nó rất là giòn luôn. Rồi tạm biệt mọi người. Khâu luộc trân châu với nước đường của mình ở đây mình làm đã xong rồi đó nha các bạn. Để khi nào có dịp thì mình sẽ làm một ly trân châu bán cho học sinh, thì mình sẽ cho mọi người cùng coi cái ly sữa trân châu của mình. Mình bán 10.000, 5.000 ở trong quê. Thì mình làm cũng nhỏ, vừa gọn cho trẻ em uống, vừa túi tiền. Như vậy thì các em có một cái ly nước uống vừa bổ dưỡng khỏe, vừa an toàn cho sức khỏe của nó nữa. Mình làm theo lương tâm của mình đó mà. Tạm biệt mọi người nha. A Di Đà Phật.